Hôm nay vậy là một cái series quay cho anh em xem, một tuần có 7 ngày. Ngày hôm nay sắp em sẽ quay cho anh em xem 7 màu à, cập nhật ngày hôm nay theo ông anh dễ thương thì mình sẽ review cho ảnh xem và những anh em ở xa xem nha. Đẹp lắm, 7 màu đẹp lắm anh em ơi. À, nó được 6 màu: màu vàng, màu bạc, màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu đen. Đây, để mình lật cái camera ra mình quay cho anh em. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay 67 và 68 CL nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho anh em xem. Review ngày hôm nay cũng không phải là review xe bán, mà hôm nay mình review xe dọn cho anh em ở xa xem. Đây, đang cho đô đai lên tem. Đây. Dạ đây anh em. Đây, quay cho anh em xem. Đây là sáu em được phục dựng từ trong ra ngoài luôn, được anh Hiền Lô ở bên, nói chung là ở bên nước ngoài anh em ha, đặt shop em. Thì ở đây có màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu đen và màu bạc, màu vàng. Quay cho anh em xem. Cây này thì khỏi nói rồi, cây này thì tết chân là khỏi phải bàn tới luôn, xe này khỏi bàn tới luôn. Và những em này á, được shop em làm là cấu hình máy 110, 100 có, 110 có, và hiện đang cho rô đai chưa xong nha anh em. Đây là khoảng tầm 85% thôi, khoảng tầm 85% thôi chứ chưa xong. Những em trong kia thì xong rồi đó. Thì ngày hôm nay thì mình theo yêu cầu của anh Hiền Lô để mình rửa xong mình review cho ảnh xem và những anh em ở xa xem luôn ha. Ở đây có xanh candy, đỏ candy nè, màu hồng dạ quang và màu vàng, màu bạc, còn màu xanh nữa, còn màu xanh ngọc nữa. Sẽ màu xanh ngọc thì đang đang lên phần máy chưa xong ha. Nhưng mà anh Hiền Lô ảnh nôn quá rồi, ngày hôm nay làm clip quay cho anh em ở xa xem. Và cấu hình máy của em nó là từ 100 tới cấu hình 110, đầy đủ cho anh em. Đây, đầu tiên sẽ là em màu vàng này đi ha. Đầu tiên sẽ là em màu vàng này, cấu hình máy là 110. À, chưa lên tem nha, cái này để mình rửa xong rồi mà mình lên tem luôn. Để rửa xong rồi lên tem nữa cho anh em xem. Lấy cái bàn chải nhẹ, chải nhẹ nhẹ nó ra mấy cái móc đi thiệt. Đang rô đai chiếc màu bạc, chiếc màu màu vàng thì rô đai xong rồi, màu bạc thì đang cho rô đai, màu bạc là chưa xong anh em nha, màu bạc hình như là chưa xong. Màu hồng xong rồi nè, màu hồng xong rồi, màu đỏ xong rồi, màu xanh candy xong rồi, màu đen xong rồi luôn. Ở bên đây thì mình chỉ để một tí xíu nữa sẽ em quay cho anh em xem. Đang vừa mới rửa sạch sẽ xong, chuẩn bị một chút xíu nữa là mình mấy cái đường kẻ này nè, mình phải những cái dè si thái này á, là mình phải quẹt cái viền bạc nó nằm trên vị trí này cho nó đỡ phải, nó động nước anh em, nó động nước, nó không có động nước, nó không có động nước, nó sét. Mình phải kỹ từ lúc đầu anh em ha, mình phải kỹ từ lúc đầu. À, chiếc này về thái, chiếc này về thái thì mình sẽ chét lên, mình sẽ quay một bạc cho anh em ở xa xem. Và cảm ơn anh Hiền Lô đã tin tưởng nha, đã tin tưởng và ủng hộ shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. À, màu bạc cũng đẹp anh em ha, màu bạc cũng đẹp ha. Màu bạc này thì shop em có làm rồi, trước mình có làm full màu bạc rồi, anh Hiền Lô thấy nó ok quá, bắt đầu là anh đặt hai xe, xong rồi anh đặt thêm xe nữa, rồi anh thấy gì anh đặt thêm xe nữa, rồi cuối cùng anh đặt 6 xe. À, có cảm nghĩ gì khi mà này đâu không thầy? Xe đẹp quá hả? Bây giờ ở đây là 6 màu, mà bây giờ muốn em dọn chiếc xe em gom một chiếc xe em 6 màu nổi không? Được, không giống ai hết. Không giống ai hết hả? Dữ vậy hả? À, anh Sáng, ở đây là 6 màu. Giờ thầy Thiện nó kêu là giờ nó dọn xe nó là một xe nó là 6 màu vô luôn, gom 6 màu vô luôn, dữ không? Thích thì dứt nè. Dữ dằn, hay lên màu đẹp quá. Đợi tí xíu nữa để em rửa sạch sẽ xong đi, em lên tem cho anh em xem ha. Đây anh em, xong sạch sẽ, vô đai gọn gàng. Nhưng mà chiếc bạc này chưa xong, chiếc bạc này còn phải canh chỉnh máy nữa. Nhưng mà anh chủ xe anh Hiền Lô anh nôn quá rồi ha. Thì mình rửa sạch sẽ, mình lên tem, mình review xíu sơ sơ cho những ông chú những ông anh ở xa xem tham khảo.
Tại vì mình nó đúng ra là bữa lâu rồi mình không có học, ít có quay mấy những cái chiếc xe dọn. Xe cúp cũng vậy luôn, xe cúp hiện bây giờ cũng đang dọn ba con ở ở ở shop mà em cũng không có quay luôn. Tại có nhiều người người ta không có chịu quay á, anh em người ta ngại á, người ta không có chịu quay. Người ta không có chịu quay. Còn như anh Hiền Lô này, anh kêu là Quân ơi quay cho anh xem, vì anh ở xa, ngồi hấp xuống. Anh ở xa. Với lại quay cho những ông chú, những ông anh ở xa xem luôn, xem tham khảo, xem biết những cái vị trí, những cái chiếc xe mà anh em chơi. Thứ nhất, thứ hai là muốn chia sẻ tới cái đam mê của những anh em nào mà cùng đam mê nha, cùng những cái chiếc 67, cùng đam mê những chiếc 67, những chiếc CL, thì anh em xem tham khảo xem cho vui. Ví dụ như mà shop em làm sai chỗ nào hay là thiếu chỗ nào, anh em cứ việc cho shop em một cái bình luận nha. Cho shop em một cái bình luận để em thêm đi cho anh Hiền luôn ha. Thì trong cái video này thì nhờ cái video này thì mình cũng cảm ơn anh Hiền đã tin tưởng và ủng hộ shop em. Thì cái màu này thì khỏi phải chơi rồi, cái màu này mà chỉ 2 tháng thôi là sử dụng được, 2 tháng nữa thôi là sử dụng được rồi. Nguyên cây mai vàng luôn, nguyên một cây mai vàng luôn, là khoảng tầm gần Tết là mình sử dụng được rồi, mình trưng ở nhà là hết bài luôn. Này hồi trước Tết thì mình có dọn hai em xe đi gù anh em nha, hai em xe đi gù màu vàng luôn. Đây hồi hồi trước Tết, gần Tết chứ hình như là Tết là mình còn chạy chiếc xe màu vàng, là mình ra ngoài công viên chỗ mà người ta bán hoa, mình chụp hình nữa, mà mình còn chụp hình nữa, đẹp đẹp không. Nhưng mà trước á, thì chiếc xe đi gù thì mình sơn nguyên cái màu vàng luôn, mình săn màu vàng luôn. Còn như là CL, CL thì mình đi cái bình xăng màu bạc, nhưng mà mình đổi phong cách tí xíu, mình đổi phong cách tí xíu là mình đi cái bình xăng là màu vàng luôn, nguyên cây mai vàng luôn anh em nha, nguyên một cây mai vàng luôn cho anh em về chơi. À, anh Hiền này thì anh chơi hơi bị dữ nha, anh chơi đủ màu luôn, anh chơi một tuần là đủ màu luôn. Ở đây xe này đang đang rồi lại, hello lâu quá. Chơi ngồi chơi anh, chơi ngồi chơi hả, quen không, quen hả, qua bên đây thiện một vòng cho anh em xem, quay chiếc màu vàng cho ông anh xem, màu vàng tâm huyết. Ủa, cái tem CL đâu ta, mới quay đi nó mất tiêu rồi ta. À đây, quá đẹp, đủ màu luôn. 6 chiếc anh Hiền Lô anh đặt 6 chiếc anh em, anh đặt 6 chiếc. Anh đặt 6 chiếc đủ màu luôn. Màu xanh candy, màu đỏ candy, màu hồng. Ha. Chiếc bạc này là chưa xong, chiếc bạc này là máy chưa xong nha. Chiếc bạc này mình rô đai, chắc mình rô đai canh chỉnh. Chung với cái màu xanh, anh còn một chiếc xanh ngọc nữa. Chiếc xanh ngọc nữa thì vài bữa nữa đi. Shop em cũng quay cho anh em ở xa xem. Cái này mình quay sơ một vòng. Ha, cái này mình chưa có làm clip clip chuẩn đâu, nhưng mà ngày hôm nay thì mình quay cho anh em xem. Quay cho mấy ông chú xem luôn. Đó, cần những cái món gì của phụ tùng 67 hay là phụ tùng CL, CD cho shop em một cái bình luận ha. Cho shop em một cái bình luận để shop em review cho. Xe bạc này còn canh chỉnh máy móc lại, cổ vô e rồi chắn bùng trước sau. Đầy đủ hết. Ha. Máy thì cũng đã dở dở cò rồi, giả cò rồi, cái màu hồng đẹp luôn em, hoàng qua đây. Quay chiếc màu hồng cho anh em xem. Quay chiếc màu hồng cho anh em xem. Màu hồng này để dán tem luôn, để lấy tem qua dán luôn. Màu hồng này mình không có chơi màu hồng cánh sen. À, màu hồng cánh sen nó hơi nhạt á. Mình màu hành cho nó lợt quá, mình chơi màu hồng dạ quang này cho nó sáng. Cho nó sáng xe. Ha, à, cho nó sáng xe anh em ha. Đây, đẹp không? Sát ở đây cho anh em ở xa xem. Đó, xỉ rất là dễ thương anh em nha, rất là dễ thương, để mình lên thêm bộ tem nữa. Cái ảnh chỉ chơi hai dáng thôi, ảnh chơi dáng 67 và CL 50 thôi anh em nha. Chụp trên tấm hình vô khúc này, cái khúc này thì khá là đẹp ha, màu hồng mà lên khá đẹp ha. Hồng này là hồng dạ quang, hồng này là hồng dạ quang anh em. Rồi, cái này thì mình rửa sạch sẽ hết trơn rồi, mình lên tem những cái vị trí. Thì những anh em nào mà thì một bộ tem như vậy là 170 ngàn anh em, một bộ tem như vậy là 170 ngàn. Những anh em nào mà có xe rồi á, muốn sử dụng những cái bộ tem
và những vị trí tem. Thì shop em có dán lên đây cho anh em xem nha. Shop em có dán lên đây cho anh em xem. Thiếu cái này, thiếu cái tem lock này nha. Thiếu tem lock rồi, mình sẽ dán sau cho anh Hiền luôn. Mới nè, mấy vị trí này chút chét nè, chưa chét những cái vị trí này nè. Tại vì shop em những cái vị trí trong đây nè anh em, thì lúc nào mình cũng dặn những cái dè thái á, những cái dè si á, thì anh em kỹ những cái đường nét nha, những cái nét vô trong nè, thì mình chét cho nó đừng có động mưa. Tại vì nếu mà động mưa là mút nó sẽ vàng và bị sét anh em nha, nó vàng nó sẽ bị sét, nó không đẹp đó. Thì mình nói chung là mình kỹ ở trong là mình có sơn một lớp sơn lót rồi, ở trong thì mình một lớp sơn lót rồi, bây giờ thì mình chỉ quay chét những cái viền ở ở ngoài thôi, mình chét những cái viền ở ngoài cho anh em xem thôi ha. Rồi qua đây anh em xem. Mặt trước quay về trước 72 hay về CL 70 gì cũng vậy nha anh em ha. Về thái là điều gì hết. Về thái là mình phải kỹ tự trong. Ở đây là mình có sơn lót rồi. Đây là mình có sơn lót rồi ha. Đây. Điểm cái S50. Anh chỉ chơi có hai dáng thôi. Này là của CL, này là của 67. Đó. Không biết là trong video thì anh em coi làm sao, nhưng mà ở ngoài nha, cái màu này rất là tươi. Cái màu này tươi, mình không có chơi hồng kia, mình không có chơi hồng, cái hồng kia nó mình thấy nó nhạt quá. Nó lên đây nó không có đủ, nó không có theo cái si á. Nó chứ nó không có theo cái si. Nên mình thấy nó không gì mình mới chơi hồng đậm. Hồng này là hồng dạ quang. Anh em nha, hồng này là hồng dạ quang. Được anh em, nhìn thấy cũng được ha. Rất là đẹp ha. Dàn chân thì mình đi dàn chân bạc, mình không đi dàn chân đến trước. Những anh em nào mà đặt xe mà thường hay hỏi em á, mình quay cho anh em xem luôn. Những cái chiếc xe mà em dọn xong là em không có lưu hình đâu, nói chung là em quay xong rồi thôi à. Chứ em không có cũng ít lưu hình đó, nhiều anh em hỏi là thì mình đều kêu anh em lên YouTube xem ha, mình đều kêu anh em vào YouTube xem cho nó rõ. Còn ở đây em là mình dọn xong thôi, mình dọn xong cái mình quay cái dáng khác. Mỗi xe là mỗi xe là mỗi cái dáng khác nhau, mình không có làm giống xe nào hết. Mỗi khác nó chút mà anh em, chứ không nhiều đâu, nó cũng khác chút và cũng mỗi xe nó có một cái chất riêng, của khách cũng thích, mỗi người có một cái chất riêng nữa, chứ không có xe nào mà dọn giống xe nào hết. Vừa mới rửa hết, lên luôn, lên tem cho anh xem, anh em xem tham khảo. Thì tầm 10 ngày nữa là anh về tới Việt Nam, anh sẽ lấy xe ha. Còn chiếc xanh ngọc nữa thì shop em sẽ quay cho anh em luôn. Đợi clip sau đi ha. Clip này là phần 1, mình sẽ làm phần 1. Mình sẽ làm clip sau cho anh em xem tham khảo. Sẽ review 6 con, 7 con, 7 con 67 và CL ha. 7 con mỗi màu là mỗi khác nhau. Đó là những anh em này, cũng cảm ơn những anh em ở xa đã tin tưởng ủng hộ shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn ha. Quên, thằng này còn tem nè. Đây. Đó, thì đây quay cho anh em ở xa xem. Đây quá đẹp ha. Không biết là trong video nó ra được màu hồng này không ta. Video tại vì cái hồng này là hồng dạ quang, cái hồng này hồng dạ quang, nên khi mà mình để chung với chiếc đỏ, đây đứng lên xíu camera đứng lên xíu, khi mình đứng chung chiếc đỏ thì mình mới thấy nó hồng, còn không thôi là mình chỉ thấy nó ra màu đỏ. Nhưng mà ở ngoài mình bảo đảm luôn, mình bảo đảm 100% là ở ngoài, khi mà anh em nhìn ngoài là bảo đảm đẹp hơn. Và những anh em nào mà có dịp, có thời gian ghé qua bên shop em xem tham khảo ha. Địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Đây. Đó, quay cho anh em ở xa xem tham khảo. Làm chiếc đi. Hả? Cái gì nói gì? Anh tính hỏi à? Ông anh đi ngang qua anh thấy anh ghé vô anh coi sao anh thấy gì không? Yeah. Đẹp không? Vô đây nè. Làm một chiếc đi anh, làm một chiếc đi. Ông anh này là ổng chơi đủ màu luôn, ổng đặt một lần 6 chiếc, màu hồng, màu đỏ, màu xanh, màu bạc, màu còn màu chiếc xanh ngọc nữa, màu vàng nữa. Còn chiếc xanh ngọc đó, chiếc xanh ngọc đang làm, chiếc sinh ngọc nó đang làm hả.
này là phục dựng từ trong ra ngoài luôn. Để clip này, clip sẽ là clip tập 1, 2 thì mình sẽ quay test hết máy cho anh em ở xa xem ha. Bây giờ thì cảm ơn anh em đã xem video. Anh em xem nhớ bấm like và đăng ký giúp shop nha, để luôn cập nhật được cái món phụ tùng mà xe đeo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn clip sau.